rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện bực mình rồi, bực bội ghê. Cái đó hay thiệt, nếu có cái đó thì sẽ không ai thấy gương mặt xấu xí của mình nữa. Cô ơi, thôi đi, đi chỗ khác đi, tôi không có tiền đâu. Đi đi. Dạ không phải đâu cô, tôi muốn hỏi cái đó cô mua ở đâu vậy? Cái gì? Cái này nè. Đúng là cái đó đó. Cái đó cô mua ở đâu vậy? Cái này hả? Trời ơi, thiếu gì chỗ. Công nhận cái thời buổi gì mà kiểu cô gái ngộ ghê ha. Hết thì... chuyện hỏi hả? Đi hỏi cái khẩu trang. Xin lỗi, không có cửa đâu nha. Cô hiểu lầm rồi. Tôi muốn hỏi cái đó thiệt mà. Cô có thể chỉ cho tôi cái đó cô mua ở đâu được không? Nè, tôi nói là đi chỗ khác đi nha. Anh mà còn sớ rớ đây á, tôi la làng lên đó. Anh... Nè, không phải, tôi hỏi thiệt mà. Cô làm ơn giúp tôi đi. Có chuyện gì vậy? Thằng cha này nè, đã xấu mà còn dai nữa. Muốn tán tỉnh em, mày đặt hỏi này hỏi nọ. Không có đâu, cô hiểu lầm rồi. Thật ra là tôi muốn hỏi cái đó cô mua ở đâu thôi. Cô chỉ giúp tôi đi, tôi đang cần lắm. Cái khẩu trang này à? Dạ đúng rồi anh. Nè đây nè, anh thấy con đường phía trước không? Đó. Dạ. Tới đó anh sẽ thấy một cái cửa tiệm bên tay phải, ở đó bán rất là nhiều khẩu trang. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn. Tại em đẹp quá, em phải đề phòng thôi. Em đẹp lắm. Nè, uống đi. Chạy tiếp thôi. Tập đi. Ê, đợi em với. Nè, đợi em.